Dạ vâng, hôm nay em Hoa lại tiếp tục giới thiệu đến cả nhà mình ba mẫu bếp kính dòng Zinai và dòng Osagaga. Chào mừng các bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhật của em Hoa trên YouTube. Các bác và anh chị vào tham khảo mua bếp, mua quạt thì xin ủng hộ cho em Hoa, xin một like, một đăng ký kênh với ạ. Em Hoa cảm ơn rất là nhiều luôn. Em sẽ đi về ba mẫu bếp kính ngày hôm nay để cho các bác và anh chị mình lựa chọn được xem những mẫu bếp có hợp với lại gia đình mình không, và phân khúc loại full chức năng này thì có tiện dụng để cho các bác và anh chị mình mua để sử dụng không ạ? Đây, con này là con Zinai. Con thứ hai cũng dòng Zinai và em đi từ mã thứ ba là một Osagaga. Đây, mặt hình thức của bếp đây ạ, dòng Osagaga, con này là dòng full chức năng. Mặt kính, con này mặt kính màu đen nhé, con này mặt đen này, mặt kính màu đen. Xung quanh thành này, bò hết nhé, dòng mặt bếp Nhật thì tất cả mặt kính là họ đều bò rất là chắc chắn luôn. Chia nữa của con này là bằng đồng nguyên khối. Hỏng bếp phải đây ạ. Đấy, vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, không có tình trạng bị han dỉ gì đâu. Cảm biến thì đang còn rất là nhạy bén luôn. Hỏng bếp bên tay trái ạ. Cảm biến rất là nhạy bén luôn. Tất cả thành vách thì bên em đều có cân chỉnh lại nhé. Còn tất cả nội thất đồ của bếp là đều zin theo bếp cả. Thì con này là bên em cũng gọi là có sơn sửa phủ bóng lại nhé. Thì tất nhiên nội thất của nó thì là nguyên nguyên của bếp luôn, nhưng có phủ bóng lại. Là thành vách cũng có cân chỉnh lại và có sơn phủ bóng lại, sơn tĩnh điện ô tô 2K nhé. Đó, chắc trong video thì em chia sẻ rất là chi tiết luôn để cho các bác và anh chị mình tham khảo được để mình mua. Còn bác anh chị nào mà thích dòng nguyên bản thì bên em vẫn có, thì các bác và anh chị cứ liên hệ với em. Dòng nguyên bản thì nó giá thành nó sẽ cao hơn so với lại cái dòng gọi là đã sơn phủ bóng lại. Một con Osaka ngày hôm nay là con này là giá tiền nó sẽ cao hơn này, vì là nó có cái điều chỉnh tầng lửa bằng cảm biến luôn này. Đây, đây là điều chỉnh tầng lửa này, hẹn giờ của lò nướng này, hẹn giờ lò nướng tối đa là được 15 phút và tối thiểu 1 phút này, cộng là tăng thời gian lên và trừ là giảm đi này. Khi các bác và anh chị mình quan tâm đến con này thì em sẽ dịch lại và hướng dẫn cho các bác và anh chị mình sử dụng cái khung chỗ đây nhé. Còn bếp bên tay phải thì có chức năng hẹn giờ được bếp phải, bếp trái, và hẹn giờ có chức năng nấu nước và có thêm chức năng 3S. 3S này là có tác dụng để là tăng duy trì ngọn lửa, gọi là duy trì ngọn lửa to để mình việc xào chiên rán đồ khô lâu để cho không mất ngọn lửa đi. Khay nướng và vị nướng thì bằng chất liệu inox đang còn rất là sáng bóng và sạch luôn đấy ạ. Lò nướng thì hai tầng lửa. Bên trong lò nướng này rất là sạch sẽ rồi. Quay sang còn bếp bên tay trái này thì là có thêm chức năng tự động nấu cơm, tự động nấu cháo và có điều chỉnh chiên rán được 100, 400, 600, 800 đến 200. Con này giá thành em bán cho cả nhà với giá là 4.500.000 đồng này, nhưng mà do con này em chia sẻ luôn trên mặt bếp này thì quá trình vận chuyển con mặt kính này thì nó có bị gọi là chảy xước một số điểm ấy này. Đây, em đưa gần để các bác anh chị mình có thấy được không ạ? Đó, cái mặt kính nó hơi bị loang ra một chút đó. Hơi bị loang một chút và điểm chảy xước này, 1 2 này. 3 4 điểm này, 4 điểm thì có 2 điểm chảy xước mạnh thôi. Đây, 2 điểm này. 2 điểm đây, còn đây là cái phần loang loang của kính thôi. Đấy, con này nếu như đặt bộ kiềng lên thì nó cũng che phủ hết rồi. Em đặt bộ kiềng lên là cũng che phủ hết mặt rồi. Thì con này em sẽ giảm, vì cái mặt bị như thế này em sẽ giảm giá thành cho nhà mình 200.000 đồng nhé. Là còn 4.300.000 đồng. Đấy, bác anh chị nào mình quan tâm đến những dòng Osaka full chức năng này, giá thành con này là em giảm còn 4.300.000 nhé. Quay sang mã số 2 là một em Zinai. Dòng Zinai full chức năng mặt kính. Con này mặt kính màu ghi sữa, màu ghi sữa phôn nhiều ánh kim tuyến, hơi ánh vàng lên một chút ạ. Này, em đưa gần để cho các bác anh chị mình có thấy thấy cái nhũ ánh vàng không ạ? Đấy, ánh vàng nó là chuẩn màu em quay trong video rồi đấy ạ. Chia lửa của hai bếp này là bằng hộp kim nhôm. Con này là chia lửa bằng hộp kim nhôm nguyên khối. Rất là đẹp luôn. Hỏng bếp trái, bếp phải thì bên em vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Giá thành của con Zinai full chức năng này là em ký hiệu là mã số 2 nhé. Con này là mã số 2, giá thành cho nhà mình với giá là 3.800.000 đồng.
Con này là 3.800.000 đồng. Đấy, nó gồm những chức năng này, có đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng, hẹn giờ lò nướng thì 2 tầng lửa, một bếp nướng hẹn giờ tối đa được 15 phút và tối thiểu 1 phút. Đấy, khi các bác và anh chị mình sử dụng bếp thì cứ nhìn thấy cái nốt nào có hình con cá ở đây thì tức là nó là phím nhấn của lò nướng ạ. Còn bếp bên tay phải này thì có chức năng tự động nấu cơm, tự động nấu cháo và có hẹn giờ được bếp phải. Hẹn giờ bếp phải tối đa là được 90 phút và tối thiểu 1 phút. Con này là có 2 đồng hồ riêng biệt. Đồng hồ riêng biệt của lò nướng là một đồng hồ hiển thị số và riêng biệt một lò hiển thị số đồng hồ của lò bếp phải. Đây là có 2 đồng hồ hẹn giờ riêng biệt luôn. Bên trong thay nướng và vị nướng đấy, đang còn rất là chất lượng luôn. Lò nướng 2 tầng nữa. Rất là đẹp đúng không ạ? Còn bếp bên tay trái này thì có chức năng điều chỉnh được chiên rán 160, 180, 200 và có chức năng tự động nấu nước sôi 5 phút là tắt và có chức năng 3S. Còn đây là khay chứa pin của bếp Nhật. Thành vách thì không bị móp méo gì. Giá thành của một con Zinai mã số 2 này là em bán cho nhà mình với giá là 3.800.000 đồng ạ. Mã số 3 cho các bác và anh chị mình tham khảo được là một con Zinai. Con này thì rất là đẹp. Và dòng bếp kính này thì con mã số 3 đó là đời 2015 và con số 2 là đời 2014 và con này cũng đời 2015 nhé. Dòng bếp kính như vậy là cũng cao rồi. Con này là đạt độ mới, đang đạt độ mới lên đến 90% luôn đó. Độ mới rất là đẹp luôn. Này, con này là rất là đẹp. Xung quanh bo bằng inox hết này. Mặt màu ghi này, hơi có chấm bi đấy ạ. Này em đưa gần để cho các bác và anh chị mình thấy được mặt này. Màu ghi nhá, ghi này là ghi hơi sậm đấy chứ không phải ghi sáng đâu ạ. Con này đang còn rất là đẹp, đời 2015. Chia lửa là bằng đồng nguyên khối ạ. Đây hỏng bếp trái, bếp phải thì vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Cảm biến thì đang còn rất là nhạy bén luôn. Con này em sẽ test luôn lửa này, và test tính năng an toàn của bếp Nhật để cho các bác và anh chị mình thấy được này. Bộ chia lửa đang còn rất là chất lượng luôn, đang còn vàng óng luôn đấy ạ. Này hỏng bếp rất là đẹp đẽ rồi. Một con Zinai như thế này, giá thành em bán cho cả nhà mình với giá là 4 triệu đồng nhé. Con này là 4 triệu đồng, dòng phun chức năng. Này, lửa thì rất là đẹp luôn, rất là xanh, lên rất là nhạy đúng không ạ? Dù bếp đồng hay bếp nhôm thì dòng bếp kính này lửa rất là đẹp. Con này là nó có một cái ưu điểm nổi nữa là một bên bếp bên tay phải này là dùng cho mình nấu lửa vừa hơn. Và một bên bếp tay trái này thì bên Nhật nó thiết kế cho mình ngọn lửa rất là to luôn này. Rất là to để cho mình có việc mình xào đó. Mình xào khi các bác và anh chị mình cần xào rau muống hoặc xào thịt bò hay xào bất kỳ một món gì thì các bác và anh chị mình sử dụng theo sang con bếp bên tay trái này là lửa sẽ to hơn con bếp bên tay phải đó. Con này rất là nổi, vip hơn. Và em sẽ test cái tính năng an toàn của bếp Nhật để cho các bác và anh chị mình theo dõi được luôn này. Con bếp bên tay trái này là em sẽ test cái tính năng cạn nước. Bếp Nhật luôn tự động tắt lửa khóa ga khi nồi cạn nước, gió thổi và không may đang nấu mất ngọn lửa thì bếp sẽ hoàn toàn tự động tắt lửa và khóa ga cho gia đình mình. Đó là cái tính năng an toàn nhất của dòng bếp Nhật rồi mà tất cả các dòng bếp khác chưa có được đâu ạ. Đây mức nhỏ nhất của bếp này. Đây, kho cá, kho thịt thì rất là tuyệt vời luôn rồi. Và con bếp bên tay phải này là em sẽ test cái tính năng không may đang nấu mất ngọn lửa đi để cho các bác và anh chị mình theo dõi sau khi bếp Nhật mất ngọn lửa đi là nó có khóa ga cho gia đình mình không ạ. Và em lưu ý một chút xíu nữa này. Khi các bác và anh chị mà nhận bếp mà muốn test cái tính năng cạn nước giống của em thì các bác và anh chị chỉ cần việc đặt một cái nồi của gia đình mình lên và chỉ cần quan sát là ngọn lửa nó điều tiết từ to, sau đấy nó điều tiết lại nhỏ như thế này thì tức là cái cảm biến đo nhiệt độ của đấy bên nồi của mình hoạt động tốt nhé. Các bác và anh chị mình không cần đợi đến lúc bếp tắt như giống em test đây. Bếp bên tay trái em test tính năng cạn nước, nồi nóng quá cũng đã tắt rồi đã. Không cần đợi đến lúc tắt giống em đâu nhé, vì bên em là có cái nồi nhôm rất là mỏng, nó mỏng dính vậy ạ. Nhỏ mà mỏng thì nó mới cái tắt được. Còn các bác và anh chị mình cứ cần quan sát như thế cho em thôi. Kho cá, kho thịt, nấu nướng không bao giờ lo bị cháy nồi đâu. Này, bếp đã hoàn toàn khóa ga đúng không ạ? Tính năng bắt ngọn lửa này. Đấy, hoàn toàn đã khóa ga. Đấy, bếp rất là an toàn đúng không ạ? Gọi là rất là an toàn luôn. Tự động tắt lửa khóa ga thì chống cháy nổ cho gia đình mình rất là cao. Chống cháy nổ hỏa hoạn và khi nấu nướng thì không bao giờ lo bị cháy nồi. Đây, thành vách bên hông trái đấy ạ, hông phải đấy ạ, rất là đẹp luôn. Không có bao giờ bị móp méo gì đâu. Và con
thay nướng và vị nướng thì bằng chất liệu inox đang còn rất là sáng bóng luôn đấy ạ. Một con bếp rất là đẹp, cho nên là tất cả nội thất của nó cũng đang còn rất là đẹp luôn. Lò nướng 2 tầng nữa. Khi mới nhận bếp thì các bác và anh chị nhớ là ấn giữ tay cho em. Nốt nhấn thì các bác và anh chị mình ấn sâu vào và giữ tay lại cho em nhé. Một lúc để cho ga lưu thông đều thì là lửa sẽ lên thôi ạ. Một con bếp nướng này là hẹn giờ tối đa là được 15 phút và tối thiểu 1 phút. Em sẽ hẹn 1 phút luôn lò nướng để cho các bác và anh chị mình theo dõi lập xem sau cái chức năng hẹn giờ của lò nướng này đang còn hoạt động không ạ. Quay sang con bếp bên tay phải này. Có chức năng tùy chỉnh chiên rán được 160 này, 180 lên 200. Tác dụng của điều chỉnh chiên rán này là khi mình cần chiên rán á, vì ở Nhật họ muốn chiên rán một món gì đấy thì họ không muốn để cho cái nhiệt độ ở đáy nồi của mình quá 200 độ C. Thì là để cho duy trì được cái đáy nồi của mình lúc nào ở gọi là cái ngưỡng gọi là nhiệt độ chuẩn để mình cần chiên rán thức ăn, để cho thức ăn được đạt chất dinh dưỡng và chín sẽ sâu hơn này, tránh được tình trạng là cháy ở ngoài và sống ở bên trong. Đó là cái hữu ích của cái điều chỉnh chiên rán này. Và có chức năng tự động nấu nước sôi 5 phút là tắt này. Và có chức năng 3S. Khi sử dụng 3S thì các bác và anh chị cũng nhớ ấn giữ tay cho em 3 giây này. Đấy, buông tay ra mà thấy cái nốt đỏ kích hoạt được, đỏ lên thì lúc này chức năng 3S được kích hoạt. Đấy, em quay lại 1 phút hẹn giờ của lò nướng của em đã hết thời gian rồi đấy ạ. Và lửa cũng đã tắt rồi. Đó, các bác và anh chị mình theo dõi thấy đúng không ạ? Là chức năng hẹn giờ của lò nướng nó hoạt động rất là tốt nhé. Và em quay lại cái tác dụng của 3S này. 3S này có tác dụng là để duy trì ngọn lửa để cho việc chiên rán hoặc mình rang đồ khô lâu á. Vì bếp Nhật nó có cái tim cảm biến đo nhiệt độ đáy nồi này. Khi đáy nồi mà nóng quá là bếp sẽ tự động tắt lửa đi. Cho nên là để mình không mất thời gian gọi tắt bếp đi và bật lại thì mình kích hoạt 3S mình sử dụng. Còn để như nấu nướng bình thường như kho cá, kho thịt thì tuyệt đối không sử dụng 3S. Quay sang con bếp bên tay trái này thì có chế độ nấu cơm, tự động nấu cơm này. Và nốt trên là tự động nấu nước này. Và con này là có hai đồng hồ riêng biệt luôn. Đồng hồ hẹn giờ của bếp trái là riêng và đồng hồ hẹn giờ của lò nướng là riêng. Và một con bếp trên hẹn giờ tối đa là được 90 phút, dòng Zinai là hẹn giờ tối đa được 90 phút ạ. Đây, 90 phút ạ. Và tối thiểu 1 phút. Em sẽ hẹn 1 phút của bếp trái luôn để cho các bác và anh chị mình theo dõi được là chức năng hẹn giờ của bếp trên nấu là đang hoạt động rất là tốt. Bác và anh chị mình theo dõi với em 1 phút đồng hồ nữa thôi thì thấy được tất cả cái chức năng của bếp là đang còn rất là tốt luôn. Giá thành một con Zinai gọi là đẹp. Đẹp, con này rất là đẹp, rất là đa, còn rất là mới, đời 2015. Giá thành em bán cho nhà mình với giá là 4 triệu đồng nhé. Đây, thành vách là rất là đẹp rồi. Hình thức mua hàng bên em thì các bác và anh chị nhớ là vui lòng cọc cho em từ 2-3-500 tùy theo giá trị từng bếp. Bên em sẽ bao ship, bao lưới chống chuột cho các bác ra rồi ạ. Và tặng kèm cho các bác và anh chị một đôi pin nhé. Để gọi là có cọc nhẹ như vậy để cho bên người mua và bên người bán ai cũng có trách nhiệm với sản phẩm của mình cả ạ, đúng không ạ? Thì người mua cũng có trách nhiệm là gửi đúng bếp, chuẩn đúng bếp của khách cần mua, và người mua cũng có trách nhiệm để cái sản phẩm của mình cần mua để mình chuẩn bếp, để gọi là mình gọi là niềm tin giữa hai bên để cho hai bên đều là thoải mái hơn. Này, bên ngoài phân khúc như thế này thì bên em cũng đang còn rất nhiều nhá. Phân khúc thấp hơn thì bên em đều có. Các bác và anh chị mình muốn phân khúc như thế nào thì cứ liên hệ với em Hoa. Đây, 1 phút hẹn giờ của bếp phải, bếp trái của em đã trở về không rồi. Và bếp lửa cũng đã tắt rồi ạ. Khi nào tắt là cũng khóa ga luôn đấy ạ. Đây, em test luôn cho các bác và anh chị mình thấy này. Này, bếp đã hoàn toàn khóa ga đúng không ạ? Tất cả chức năng của bếp đang hoạt động rất là tốt nhé. Tính năng an toàn của bếp Nhật thì con nào cũng có rồi. Chân thành cảm ơn các bác và anh chị đã luôn đồng hành theo dõi video của em. Các bác và anh chị trước khi rời kênh thì cho em xin một like, một đăng ký với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị ở các video tiếp theo của em ạ.